đoàn đã thành kính dân hương, đặt vòng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là công trình quy mô, hoành tráng, được xây dựng nhằm tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch lịch sử. Đoàn cũng đã đặt vòng hoa, dân hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ A1, nghĩa trang liệt sĩ độc lập, nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, nghĩa trang Tông Khao tại thành phố Điện Biên Phủ. Tại các nghĩa trang, đoàn đã thành kính tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại nền hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc và các anh hùng liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục nỗ lực rèn luyện chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh bền vững xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc việt nam